Rồi chào bà con nha, nay thì con Honda Thái Lan nè, GX200, 6 ngựa 5 đó con, GX200 ở đây, cái bảo hành đầy đủ nha. Rồi, máy định Thái Lan nè, nhập khẩu đàng hoàng nè ha, tem bảo hành, tem trong thùng, tem trong lốc là trùng nhau hết nha, số đây máy định Thái Lan luôn nè, đây số bảo hành là đây 07, thấy không, 07 nè, không phải là trùng nhà hết á, bảo hành 24 tháng nha, trùng lốc máy luôn nha. Thái Lan làm đâu ra đó, đây 407, đây 407, số máy số lốc là trùng nhau hết nha, 6 ngựa 5 mẫu mới X200 Thái Lan bảo hành 24 tháng, đẹp ghê ha. Đây mắt in Thái Lan luôn, thấy không, mắt Thái Lan là mẫu đẹp thiệt, nhẹ nhàng đúng là độ xịn có khác. Trang tỷ khe ghê không, rồi xịn là nó nào cũng ngon vậy. Bảo hành bà con là 24 tháng đã không, với 200 tới đời, với 200 đã có bắt đỡ bô nè, không mô chở độ lớn nó không sẽ lúc lắc, cái bô nó không sẽ rụng nè. Đây ở trong là có đóng Honda luôn bạn nha, Honda với 200 luôn nha, 6 người năm á, đẹp nha. Được, Honda xịn là cốt này 19 rồi con, Honda xịn là cốt này 19, khỏi đo, đúng nó là 19 thôi. Đây có nhánh Honda chìm đây cái nè, anh Thái Lan nha, quá ok. Rồi bà con là có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. Đây số máy thì trùng hết luôn nha, tất cả số máy, số thùng, số bảo hành thì trùng, một số không viết tay nha, đặc biệt đời này là không viết số bảo hành bằng tay, đánh máy đồng hoàng, phí bảo hành, bảo hành 24 tháng. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha.